Cơ quan chức năng của Hà Tĩnh cho biết qua kiểm tra thì Hà Tĩnh đang có hàng chục hồ đập mất an toàn, nhiều hồ đập xảy ra hiện tượng sạt lở hư hỏng nặng. Hà Tĩnh đang có 85 hồ đập bị thấm, 93 hồ đập bị sạt trượt mái thượng lưu, hạ lưu, 8 công trình bị nứt ngang thân đập. Cơ quan chức năng nhận định nhiều công trình hồ đập của Hà Tĩnh đã bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao, tập trung chủ yếu ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh nguyên nhân được xác định là do thời gian khai thác sử dụng đã lâu lưu vực nước so với hồ chứa không cân bằng tác động của biến đổi khí hậu thiên tai và bão lũ